Trung Quốc cam kết nhiều biện pháp hỗ trợ và hiện đại hóa các nước khu vực Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á hôm 19 tháng 5, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẵn sàng điều phối chiến lược phát triển và thúc đẩy hiện đại hóa các nước ở khu vực Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, theo Reuters. Thế giới cần một Trung Á ổn định, thịnh vượng, hài hòa và kết nối tốt. Chủ tịch Tập phát biểu và cho rằng 6 nước cần phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các nước trong khu vực, đồng thời duy trì lập trường không khoan nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan. Ông Tập cho biết thêm Trung Quốc sẽ nâng cấp các hiệp định đầu tư song phương với các nước Trung Á và nâng cao khối lượng vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới với khu vực một cách toàn diện. Bắc Kinh cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ ở Trung Á tạo thêm việc làm tại địa phương, xây dựng các nhà kho ở nước ngoài trong khu vực và triển khai dịch vụ xe lửa đặc biệt nhằm thúc đẩy du lịch văn hóa với Trung Á, theo ông Tập. Thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Trung Á đạt mức kỷ lục 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, trong đó Kazakhstan dẫn đầu với 31 tỷ đô la Mỹ, khi Trung Quốc tìm kiếm các liên kết kinh tế sâu sắc hơn nhằm đạt được an ninh năng lượng và lương thực lớn hơn. Về mặt an ninh, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ các nước Trung Á tăng cường khả năng thực thi pháp luật, an ninh, xây dựng năng lực quốc phòng, ông Tập cam kết. Để tăng cường hợp tác của chúng ta cũng như vì sự phát triển của Trung Á, Trung Quốc sẽ cung cấp cho các nước Trung Á tổng cộng 3,8 tỷ đô la Mỹ, ông Tập nói. Tại hội nghị, ông Tập nói dự án đường ống D thuộc mạng lưới đường ống khí đốt từ Trung Á tới Trung Quốc nên được đẩy nhanh. Ông đồng thời kêu gọi tăng cường mua bán dầu thô và khí đốt, thúc đẩy hợp tác năng lượng trong các chuỗi cung ứng công nghiệp, tăng cường hợp tác về năng lượng mới và năng lượng hạt nhân. Trong dài hạn, Trung Quốc sẽ hỗ trợ xây dựng hành lang vận tải quốc tế xuyên biển Caspi, đồng thời đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng các trung tâm vận tải trên tuyến đường sắt nối Trung Quốc và châu Âu. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.